customer already. Yeah, customer I'm a already. Mel Mel. Look at Mel Mel. Oh, customer will love me. Yeah. Come back next time. Tiong Bahru là một trong những khu phố lâu đời nhất ở Singapore. Đã được biết rằng ở đây rất nổi tiếng với các quán cà phê độc đáo và những cửa hàng mua sắm đa dạng. Đó là một sự kết hợp hài hòa giữa cổ điển và hiện đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Aris. Cô là chủ khu quán The Coco Rice chuyên về món nasi lemak ở chợ Tiong Bahru, nổi tiếng với việc gìn giữ hương vị truyền thống nhưng vẫn rất khác biệt. Welcome to Singapore, Quang Đại. I'm really excited to show you my nasi lemak, also my neighborhood at Tiong Bahru. Let's go. So this is the place where I usually get my fresh produces and also ingredients for my nasi lemak. Hello, Lao Pan. What are you so here for? This is belacan. Yeah, it's a shrimp paste made from shrimp. How many ingredients you need? For the sambal alone, more than 10 ingredients. Mm. Okay. Sesame. Okay, thank you so much. Thank you, goodbye. Hey, hello, Lao Pan. Đại thấy rất là bất ngờ tại vì coi chợ này rất đông đúc nhưng mà mọi thứ dường như rất là gọn gàng và rất sạch sẽ. Bye bye. Show me what to do. Okay, come. Yes. Let me show you how. That's the rice. Okay. And now we're going to fry it again. Uh-huh. Ready? Yes. Go. 1 minute. Just like, yeah. So we just go in the middle, put cucumber slices, then put the anchovies. Nice, perfectly. Yes. Oh, customer will love me. Yeah. I give them more. Okay then, the and egg. Yes, you did a great job. Món nasi lemak của anh đợi. Chúc bạn ngon nhé. Tiong Bahru Food Centre được xem là một trong những khu ẩm thực bình dân nhộn nhịp nhất ở Singapore. Với gần 80 quầy hàng, các bạn sẽ bị choáng ngợp với vô vàn các món ăn hấp dẫn. What should I start? Why don't you start with the nasi lemak? Yes, you are the one prepared. Absolutely. You eat this with the sambal. Take a bit of milk with the rice. Okay, mix with the rice. Yeah. For nasi lemak, the main ingredient is the coconut milk. Oh, yeah. So that's why it's called lemak. Yeah. Mm. Đợi chưa bao giờ được ăn món nasi lemak này ở Việt Nam cả. Vị của nó thì béo ngậy và rất là ngon. Đền Chi Tiên Gong, Tề Thiên Công, được xây dựng vào năm 1920 từ một túp lều nhỏ. Tương truyền, đây là ngôi đền đầu tiên ở Singapore thờ phụng vị thần khỉ, một vị thần đại diện cho công lý. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại của Singapore luôn khiến đại bất ngờ. Những kiến trúc từ trước Thế chiến được bảo tồn cạnh những bức tranh tường đã trở thành một địa điểm check-in rất độc đáo. Con đường này là một điểm đến yêu thích của giới trẻ với các phòng trưng bày nghệ thuật và những cửa hàng chuyên bán các sản phẩm thiết kế địa phương như Monument Lifestyle và Cat Socrates. Hy vọng bạn sẽ tìm thấy được một món quà cho riêng mình ở đây nhé. Tiong Bahru Bakery là một tiệm bánh artisan nổi tiếng với menu vô cùng hấp dẫn. Sau khi dạo quanh ngắm cảnh, không còn gì bằng ngồi thư giãn với một chiếc bánh mới ra lò và một tách cà phê ngon. Đại mới phát hiện ra người Singapore rất ghiền món trứng muối. Họ có rất nhiều món ăn sáng tạo với nguyên liệu này. Đại sẽ cố gắng học thử một vài công thức, hy vọng Đại sẽ làm được. As a hawker, we need to stand quite long and it can be quite tiring sometimes. So sometimes I will go for foot massage. Yes, as a traveler, I walk a lot. So yeah, I follow you. This is a massage place I told traditional you. One? Yeah, traditional one. Liệu trình massage Đông Y tập trung vào việc tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp cơ thể phục hồi một cách tự nhiên. Lại qua một ngày với thêm nhiều trải nghiệm khó quên, Tiong Bahru chính là những gì đã yêu thích ở Singapore, nơi mà những tòa nhà xưa cũ và những xu hướng mới giao thoa rất hài hòa. Khu phố này thật sự thú vị, đúng như những gì đã mong chờ. Bây giờ là thời gian để dành cho riêng mình để thư giãn. Hẹn gặp lại mọi người vào những hành trình tiếp theo.